Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2023, tại hội trường lớn A801, trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) đã diễn ra chương trình kỹ năng nghề nghiệp công nghệ thông tin, tiếp nối với hai chuyên đề trước là chuyên đề 3, nâng cao kỹ năng an ninh mạng. Chương trình có sự tham dự của tiến sĩ Cao Tùng Anh, giới thiệu về Hội nghị khoa học công nghệ ITC 2023, hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Đại diện quỹ Dairil giới thiệu về chương trình an ninh mạng phối hợp triển khai cùng ASEAN Foundation. Tiến sĩ Hoàng Anh giới thiệu về khai phá dữ liệu và khám phá tri thức. Qua buổi chuyên đề 3, sinh viên khoa công nghệ thông tin đã có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ giới thiệu về hội thảo nghiên cứu khoa học ITC năm 2023 và tìm hiểu an ninh mạng là gì, lý do vì sao bạn cần quan tâm đến an ninh mạng, các loại tội phạm mạng phổ biến. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng đã nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức chương trình như ba lô, túi chống sốc, chuột máy tính, ly giữ nhiệt, sổ tay, nến thơm. Vậy là các bạn sinh viên ITC đã đi được 3/4 chặng đường của chương trình kỹ năng nghề nghiệp công nghệ thông tin. Vẫn còn một chuyên đề nữa, hẹn gặp lại các bạn ở chuyên đề tiếp theo nhé!